Ui dồi ôi, vâng rồi, ok. Xin chào quý vị. Trước mắt quý vị và các bạn là một siêu phẩm này. Tùng này là tùng La Hán Việt Nam nhé quý vị nhé. Đấy à, quý vị xem trên kênh của Mạnh Bonsai thì quý vị biết rồi, là quý vị toàn nghe anh Hiệp giới thiệu về tùng Nhật Bản. Đấy, tùng Nhật nhập nguyên cây từ Nhật Bản về Việt Nam đấy. Thế nhưng mà đây trước ống kính quý vị và các bạn là một cây tùng La Hán của Việt Nam. Đấy, được trồng trên đất Việt Nam. Đây giới thiệu với anh em, đây là tùng La Hán xuất xứ Việt Nam nhé. Một trong những cây siêu khủng đấy. Phải nói là dòng cây này ở Việt Nam là ôm cái đi anh. Còn lại rất ít. Ôm cái em xem nào. Đây. Anh Hiệp vào ôm phát đấy. Anh em nhá. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Đấy, anh em này đây, hôm nay làm với chú Mạnh đấy, trông vất vả. Nhưng mà phải cởi áo ra. Em mặc áo cộc, ông anh mặc áo phao rồi. Hoành 120 này. Hoành 120 cho anh Hiệp đo nhá. Phải nói đây là một cây cây đại thụ này. Đúng ạ. Về tùng La Hán. Dòng này là trên thị trường những cây nội địa còn rất ít. Và hoành 120. Đây, lại gần quay cho quý vị. Đấy. Phải nói là một siêu phẩm tùng. Này là hoành là 120. Đẳng cấp đây anh ạ. Cao là 4m. Tàn là 4m. Cây này là được anh em nó vừa cắt rồi. Khoảng cỡ độ nửa tháng là sẽ toát hết mầm ra. Đấy, anh em nó vừa cắt xong vừa. Đấy, đấy nhá, quay cho quý vị và các bạn nhìn. Quay thật chi tiết thật rộng. Cây cao thế, đứng xa mãi mới quay được hết. Cao 4m cơ mà. Quay mặt trước mặt sau vào chi tiết vào. À đây, đo cho em cái tay này. Cái tay to tùng La Hán đây nhá. Đây chỗ này còn có cái tay anh em cắt giật đây này chú Mạnh này. Okay. Tay cắt giật chỗ này được 31 cm. Tay được 31 cm. Đây các điểm này đều cắt giật hết rồi. Giá này cây này báo với anh em là cũng như vẫn thông báo với chú Mạnh đấy, là đầu xuân năm nay thì cũng có những cái để hỗ trợ, báo với anh em là 450 triệu đồng. 450 triệu. 450 triệu. Hơi bị đầu gấu đầu mèo đấy quý vị ạ. 450 triệu đồng nhá. Đấy giá bán cây 700 nghìn cũng có, như gần nửa tỷ cũng có. Phải nói là cực kỳ sốc luôn. Quý vị và các bạn thấy thế nào? Cho nên là đúng là hợp tác xã mang bản chất hợp, được ba chữ hợp tác xã rất là chuẩn luôn. Từ những cây gọi là cây tùng giống 25 nghìn còn có mà. Vâng. Từ những cây nhỏ rất ít tiền. Các bạn biết là lấy Trần Hiệp có 10 cây mà à có 10 cây 250 ship vào Sài Gòn, Trần Hiệp vẫn ship được. Tiền ship còn nhiều hơn cả tiền. Tiền ship còn nhiều hơn cả tiền mua cây đấy quý vị ạ. Đấy, cây này cao 4m, tàn rộng mấy mét đây? Tàn rộng 4m. Tàn cũng rộng 4m, cao 4m, hoành 120. 450 triệu. Nhìn anh Hiệp cao to thế kia đứng vào cây thùng La Hán này, quý vị thấy. Đấy. Liên hệ anh Hiệp 0399903128. Siêu phẩm luôn đấy, một cây siêu khủng luôn anh Hiệp ạ. Dã man anh Hiệp ơi, quá đẹp luôn. Một à, 450 triệu. Liên hệ anh Hiệp kia nhá. Ông có cái huy hiệu của logo Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam rất là ngầu luôn. Nhìn dư đại biểu quốc hội. Rất chất. Rồi ok, rất là cảm ơn anh Hiệp, rất rõ. 450 triệu. Liên hệ anh Trần Hiệp 0399903128 ạ. Ok anh, đó là một cây phải nói là cực kỳ to luôn. Vâng. Tiếp đến cây si đi. Vâng, gửi tới cho quý vị cây si đây. Cây si này thì này, giới thiệu mấy anh em nó là cây si Đài Loan nhá. Rồi. Cây si này Trần Hiệp báo với chú Mạnh ở trên kênh chú Mạnh, và lần trước là 75 triệu nhưng không có anh em nào vẫn chưa phát hiện ra. Vâng. Thôi lần này thì cũng xin phép anh em là cây này được lên 10 triệu nữa. Đấy, dạ. Là 85 triệu.
Đường là giảm đi hôm nay. Không, cây đẹp là cây đẹp của nó vừa chuyển hiệp mà khuyến mại anh em không phát hiện ra đâu mà. 85 triệu đấy nhá quý vị, 85 triệu nhá. Sốc chưa? Thế thì hoành là bằng 100 này, chú Mạnh này 136 này. Vâng. Đây chỗ này chú Mạnh nhá, 136 này. Hoành 136 chỗ anh hiệp đo này. 136. Thế là mất hình nhá quý vị nhá, cơ hội mua được rẻ thì không cao mua. Là mà 98 bây giờ, này. Bây giờ thì hết khuyến mại rồi. Anh ấy bảo lúc khuyến mại thì anh em chả để ý gì. 140 này. Giá báo với bà con bây giờ bằng 85 triệu. 85 triệu. 85 triệu nhá quý vị nhá. Ok anh, 85 triệu. Cây này thì một cây si cực VIP, si này là si tàu nhá. Sảnh giếng trời của Ủy ban thành phố mãi 11 năm. Trang trí ủy ban thành phố. VIP thế. 11 triệu đấy. À đâu? 11 năm. Bây giờ 85 bây triệu. Bây giờ là 85 triệu. Đấy nhá, tôi về mặt sau tôi quay cho quý vị nhá. Đây. Cây này thì anh em về là chỉ việc bỏ dây ra rồi chơi thôi. Cái cây tùng La Hán đã quay cây kín khắc mặt chưa? Kín hết rồi. Để cho anh em quan sát được cây nó cổ kính. 85 triệu nha. Ok anh. Cơ hội mua rẻ thì không mua, bây giờ lên 10 triệu nữa rồi quý vị ạ. Ai bảo quý vị xem video của tôi không để ý. Hết cơ hội được mua rẻ rồi. Cây này anh em cứ xem ở trong Sài Gòn hoàn toàn 200 mấy. Ừ. Tiếp với cái tùng kim cương này. Tùng kim cương. Hoành là 57 này. Đo sát đây 57. Đây hoành của anh Hiệp đo này. 57 nha. Vâng. 57 đấy. Ok anh. Cao là 98 này. Cao 98. Rộng là 1318 này. Cái này báo anh em là 90 triệu này. 90 triệu này. Đấy, cái tùng kim cương cực kỳ đẹp luôn. 90 triệu nhá. Cầy mịn tít luôn, không phải nghĩ ngợi gì. Đẹp, một cây tùng kim cương quá đẹp luôn. Vị liên hệ anh Trần Hiệp nhá, 0399903128 nhá. Ok anh, tiếp. Chú đã được ăn quả hoàng nguyệt quế bao giờ chưa? Ai ăn, ui ăn rồi, chết tỏi ngon lắm. Không cứ làm. Về thơm nức. Tưởng ăn nữa. Đừng đến lúc xui dại chết đấy. Hoành nha. 63 đây. Vâng. Hoành chỗ anh đo là 63 nhá. Giá là quên, cao là 90. Ok. Tàn là 1m2. Vâng. Báo với anh em là 40 triệu. 40 triệu. Anh em nào lấy thì Trần Hiệp có quà một cuốn nịch và kèm theo 1 triệu quà đầu xuân. Ui giời, nhất quá tuyệt vời. Bip 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 bip, quá bip quá bip. Cảm ơn anh Hiệp đi quý vị ơi. Được khuyến mại thêm 1 triệu này, được một cuốn lịch đầu xuân này. Lại còn bao ship toàn quốc này. Ui giời. Của hội sinh vật cảnh Trung ương Việt Nam. Vâng, quá vip quá, ok quá mỹ mãn. 40 triệu, quý vị liên hệ anh Trần Hiệp 0399903128. Ok. Tiếp anh. Đây này, tiếp một kênh nguyệt quế nữa. Hoành là được 36 này. Đây, chú nhìn thấy rõ 36 chưa? Ok anh, hoành 36. 40 này, 36 này. Cao là 80. Rộng là 80, cái này báo anh em 25 triệu. Hoa nguyệt quế nha quý vị nhá, 25 triệu.
25 triệu cây hoa nguyệt quế. Tiếp gửi tới cho quý vị và các bạn một cây trà cổ. Trà này là trà, à quên, cây nhài cổ. Cây hoa nhài này, à, nghệ nhân làm theo cổng tam quan này. Cổng tam quan à? Nhài này là nhài Nhật hay nhài Việt đấy anh? Nhài Việt, xuất xứ Việt Nam. Bể là được 93. Cao là được 1 mét. Vâng. Rộng được 90. Nhài này báo anh em 10 triệu. 10 triệu nha quý vị nhá. Cây hoa nhài cổ lâu lắm rồi đó. Lâu năm lắm rồi đó. Ok anh. Lại một cây đỗ quyên. Hoành là được 50. Hoành 50. Cao 38. Rộng 58. Cây này báo anh em là 32 triệu. 32 triệu hoa đỗ quyên. Tiếp bên này cũng là một cây hoa đỗ quyên nữa nhá. Cây này vừa mới tưới xong nên nhìn nó vậy đấy. Đây là hoành là 42. Hoành 42. Cao là 48. Tàn rộng là 58. Báo cái này anh em là 33 triệu. Quay kỹ hai cây vào cho. Rồi, đây em về mặt sau em quay. Lại quay mặt trước, giờ về mặt sau này. Về mặt sau cho anh em ngắm này. Cây này bao nhiêu anh? 33 triệu. Ra em quay một cây kia mặt sau cây này. Cây này là 32 triệu. Đấy, gốc cây. Bồ ngọn chỉ. Chuẩn, gốc bồ ngọn chỉ luôn. Đây mặt sau của cây này nhá. Đẹp lắm. Mặt sau cây 32 triệu đây quý vị ạ. Được chưa? Rồi ok nhá quý vị nhá. Tiếp lại tiếp cây đây giới thiệu anh em, đây là tác phẩm long nhá, xanh Nam Điền, cây xanh dáng long này. Cốt 1 đấy. Đẹp mỹ mãn luôn. Cây rất to nhá. Hoành đo sát gốc được 110. Cổ thân này. Cổ thân là được 95. Chiều cao được 1m3. Tàn là được 1m8. Ok. Giá báo với anh em là 250 triệu. 250 triệu nhá. Chúng quay thật kỹ vào cho anh em ngắm. Chứ. 250 triệu quý vị ạ. Đây, sát, quay sát cho quý vị xem này. Quá VIP luôn, dăm này, quý vị ngắm dăm này. Bệ à. Hai trăm năm mươi triệu quý vị nhá. Ok anh. Tiếp cây hoa lộc vừng. Cây này chuẩn chỉ bonsai, rụt rịt lùn lực.
nhìn cực kỳ đẳng cấp luôn. Cây này mua mà anh em trước là báo là 28 triệu, bây giờ tăng hay giảm? Bây giờ tăng lên 1 triệu là 29 triệu. Lại gấu thế. Cây này là hoành là 85, rồi lên 1 triệu, 29 triệu, cao 40. Đấy, quý vị thấy chất đâu, rộng 60, hàng đẹp lên rồi. 29 triệu, 29 triệu nha quý vị nha. Hai mươi chín triệu. Alo Trần Hiệp, Mãng Cầu, 45 triệu, đẹp mỹ mãn luôn. Cây cây này nhìn càng ngắm càng yêu. Một cái cây thân thủ như này 45 triệu quý vị ạ. Rồi,